Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của Beta Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Hôm nay là ngày đầu tuần và Thành có những cái đơn hàng gửi đến cho tất cả các bạn trải nghiệm về Beta. Và có một cái đơn hàng mới đây, tầm khoảng 1 giờ chiều ngày hôm nay nè các bạn. Anh khách hàng này ở thành phố Hồ Chí Minh và anh liên hệ đến Beta Thành Sóc Trăng bằng Messenger, bằng tin nhắn SMS đó các bạn. Thì Thành có điện lại cho ảnh và tư vấn cho ảnh. Anh nói là ảnh là người mới chơi và cần anh tư vấn để lựa cho những em cá về trải nghiệm trước cái đã. Và ảnh có chia sẻ với Thành một câu như thế này và Thành cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Anh có mua cá ở trên nhiều diễn đàn và cũng gửi về cho anh. Những em cá nó nhỏ xíu so với hình ảnh thì nó khác xa. Thì buôn bán online thì ở đây Thành không có nói đụng chạm đến cái lĩnh vực kinh doanh của bạn nào cả. Ở đây Thành nói ngay cả chỗ Thành Anh thôi. Hiện tại thì Thành Anh chơi cá beta năm nay nữa là 6-7 năm gì đó mà Thành cũng không có nhớ nữa các bạn. Chơi lâu quá rồi, với công việc mình bận rộn quá không có để ý chơi bao nhiêu năm, nhưng mà lâu lắm rồi. Và Thành cũng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn rất là nhiều những em beta, trong đó có cá giống, có cá sĩ học sinh sinh viên, có cá bầy, có và có rất là nhiều anh em chơi từ beta cao cấp đến beta tầm trung, trải nghiệm và cho đánh giá rất là tốt. Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng của Beta Thành Sóc Trăng. Hôm nay ngồi chia sẻ đến cho tất cả các bạn luôn. Và ở đây thì anh không có lấy cái lợi thế cạnh tranh là ship code làm cái lợi thế cạnh tranh, hoặc là đăng hình đẹp thì là đẹp để làm lợi thế cạnh tranh mà buôn bán chụp giật các bạn nha. Ở đây thì anh cá như thế nào thì anh nói như thế đó, chất lượng cá ra sao thì anh nói như thế đó, và các bạn muốn mua cá như thế nào thì các bạn nói với Beta Thành Sóc Trăng, chất lượng theo giá. Và ở đây Thành tư vấn rất là kỹ đối với anh khách này. Ở đây em có cá bầy, cá giống và cá phôm sĩ học sinh sinh viên, cá tầm trung, thì anh muốn lấy cá nào. Thì ở đây thì lúc nào Thành cũng tư vấn như vậy cho khách hàng nắm rõ cái chất lượng cá với cái tầm giá đó, thì mình muốn chơi đại loại như thế nào vừa sức của mình. Và chúng ta đừng kỳ vọng quá đối với những em cá học sinh sinh viên, những em cá tầm trung mà nó chất lượng bằng với cá giống thì nó cũng không được các bạn. Đây những em cá giống nè, cái tiêu chuẩn nó khác hoàn toàn. Đây nó một mình một cõi, nó phát triển hết bộ màu bộ phôm và nó đã được chọn lọc các bạn nhé, và nó đã được chọn lọc hết rồi, rất là kỹ trong một bài, chứ đâu phải là bắt con nào lên con bán cũng được đâu, là cái giống không phải đâu các bạn. Các bạn chơi beta coi đi rồi các bạn sẽ biết nó điêu khê như thế nào, nó khó khăn như thế nào. Và có một câu anh nhắn tin với Beta Thành rằng ở đây anh tin em, tuy rằng anh chưa mua nhưng anh tin em, em lựa cho anh và anh đặt thêm cho em 5 con cá mái nữa. Và cái đơn này thì Thành gửi cho ảnh gồm có 2 cặp beta coi với giá tầm trung và 1 cặp fancy cooper giống và 5 em cá mái, tổng là 11 em cá đó các bạn. Thông thường thì những cái đơn hàng thì Thành đóng có quay gửi cho khách hàng và quay clip ngắn gửi đến cho tất cả các bạn. Tuy nhiên cái đơn hàng này rất là đặc biệt và Thành muốn quay gửi đến cho tất cả các bạn những cái em cá mà Thành sẽ đóng và gửi đi cho ảnh, nó chất lượng ra sao, nó như thế nào, và cái câu chuyện của ảnh gửi đến cho Beta Thành Sóc Trăng cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Và đây các bạn, đây là những em cá mà Thành vừa mới đóng xong và chuẩn bị đóng vô thùng gửi đi cho các anh khách hàng. Đây cái đơn hàng này khá là đặc biệt và Thành muốn quay đến cho tất cả các bạn xem.
cái đơn hàng này gồm có hai cặp Betacoin tầm trung và một cặp Fancy Cooper Superstar VIP các bạn nha. Đây em chống coi, đây là em chống Fancy Cooper Star cực kỳ VIP các bạn, em chống giống. Và đây là em máy đây, một chút xíu nữa thì anh sẽ đóng và ghi lên trên mỗi bịch nữa đó, cho các anh khách hàng này, bây giờ anh mới chơi thôi các bạn. Như đầu clip thì anh đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn đó, cái anh khách hàng này thì anh mới chơi và anh đã mua, đã mất niềm tin qua mua mạng luôn. Thành ra là anh muốn làm clip này gửi đến cho tất cả các bạn nào đang muốn sở hữu những em beta mà mua qua mạng mà sợ thì hãy đến với Beta Thành Sóc Trăng, thì anh sẽ đảm bảo với tất cả bạn hàng sẽ hài lòng. Ở đây thì ăn thua giá cả, ăn thua vì cái chất lượng ban đầu, chứ ở đây thì anh không có thể nào mà nói deal cho tất cả các bạn được. Ở đây thì làm ăn qua mạng, ra đường làm ăn thì cái uy tín là trên hết các bạn nha. Ở đây thì anh kinh doanh beta 6-7 năm nay rồi và được anh em đánh giá rất là cao, và đặc biệt những cái dòng cá beta tại trại cá beta Thành Sóc Trăng được nâng cấp lên đó thì được thị trường đánh giá rất là cao các bạn nha. Nếu như tất cả bạn quan tâm cứ việc inbox cho anh, Thành sẽ tư vấn cho mình các bạn nha. Nếu các bạn xem thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thành Sóc Trăng các bạn nha. BBT khám phá sở thích Beta Thành Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những clip tiếp theo.